Mỹ không hạn chế nhập khẩu từ Việt Nam vì dịch Covid-19. Cân nhắc sớm giảm gia hạn thuế cho ngành hàng không. Liên minh châu Âu EU mở cuộc điều tra về các sản phẩm giả. Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin kinh tế và tài chính hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ này với những tin tức được cập nhật. Sau đây mời quý vị theo dõi tin chi tiết. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định hoàn toàn không có chuyện Mỹ ngừng nhập hàng dệt may của Việt Nam do dịch bệnh COVID-19. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đến thời điểm này, Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa nước này không có quyết định gì về việc hạn chế hàng nhập khẩu từ Việt Nam vì dịch bệnh COVID-19 và cũng chưa có kế hoạch thực hiện việc hạn chế trong tương lai, không có quyết định hạn chế nhập khẩu đối với bất cứ mặt hàng nào của Việt Nam nói chung, không chỉ riêng mặt hàng dệt may. Về việc một số công ty Việt Nam gần đây có đơn hàng dệt may xuất đi Mỹ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nhiều khả năng đây chỉ là hệ quả từ việc nhu cầu mua sắm tại thị trường Mỹ suy giảm, dẫn tới việc một số công ty Mỹ hủy hoặc trì hoãn đơn hàng nhập khẩu, không liên quan tới chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, sản lượng ô tô nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 3 2020 đạt 4.571 xe, tổng kim ngạch hơn 93 triệu đô la Mỹ. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống có số lượng nhiều nhất với 3.151 xe, tổng kim ngạch gần 55,7 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ hai là ô tô tải với 1.246 xe, tổng kim ngạch hơn 29 triệu đô la Mỹ. Kết quả nhập khẩu nửa đầu tháng 3 giảm hơn 1.000 xe so với nửa cuối tháng 2 trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến 15 tháng 3, cả nước nhập khẩu 19.097 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 426,7 triệu đô la Mỹ. Kết quả nhập khẩu ô tô từ đầu năm đến nay có sự đóng góp nhiều nhất trong tháng 2 vừa qua, khi số lượng nhập khẩu hơn 10.000 xe, gấp hơn 2 lần kết quả nhập khẩu trong cả tháng 1 2020. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa thông báo không thu tiền dịch vụ đối với các chuyến xe khách liên tỉnh, giảm tần suất hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. Cụ thể, để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ cấu lại tổ chức vận tải trên các bến, giảm tần suất hoạt động trong các thời điểm vắng khách, công ty cổ phần Bến xe Hà Nội không thu tiền dịch vụ đối với các chuyến xe khách liên tỉnh, giảm tần suất hoạt động, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý tuyến xem xét không xử lý các xe có tỷ lệ hoạt động thấp dưới 70% chuyến một lượt đăng ký do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sản lượng hành khách vận chuyển do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tính trong tháng 2 vừa qua đã sụt giảm mạnh. Đối với vận tải khách liên tỉnh, khách đi xe giảm từ 40 đến 50%, trong đó các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, sản lượng giảm từ 30 đến 40%. Bến xe nước ngầm, sản lượng giảm 65%, bến xe Yên Nghĩa, sản lượng giảm 43%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, sở này sẽ phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí vệ tinh cho các chủ tàu cá. Thời gian đề xuất hỗ trợ 2 năm 2020-2021, qua đó góp phần chia sẻ với những khó khăn của các chủ tàu cá và ngành thủy sản Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tàu cá mất kết nối với hệ thống, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường. Hiện Kiên Giang là tỉnh đi đầu trong công tác triển khai, cũng như có số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhiều nhất trên cả nước. Với 3.385 tàu đã lắp đặt thiết bị này theo quy định, đạt hơn 85% số tàu cá buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Hàng ngày có hơn 1.000 thiết bị mất kết nối với hệ thống giám sát tàu cá của tỉnh, trong đó có khoảng 75% do các đơn vị cung cấp thiết bị ngắt kết nối với hệ thống do chủ tàu không hoặc chưa thực hiện đóng phí sử dụng dịch vụ viễn thông di động vệ tinh, phí vệ tinh theo hợp đồng đã ký kết. Thưa quý vị, trước diễn biến mới của dịch COVID-19, với chủ trương đặt sự an toàn cho du khách lên hàng đầu, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã dừng toàn bộ các tour kích cầu nội địa trong thời gian tới. Theo ghi nhận, tại các đơn vị lữ hành tham gia kích cầu nội địa, tour đi các điểm Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên từ tháng 3 đến tháng 5 đã bán gần hết. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho du khách, tất cả các đoàn sẽ không khởi hành thời gian này. Thị trường trong nước thì hiện tại thì chính phủ cũng đã khuyến cáo người dân là không di chuyển để tránh lây lan dịch trên toàn quốc. Cái liên minh kích cầu là một cái nhằm phục hồi ngành du lịch thời điểm đầu.
và chọn những điểm đến là điểm đến an toàn để có như là du khách như là vẫn có thể đi du lịch. Nhưng đến thời điểm này thực sự có như là khi dịch bệnh đã bùng phát như thế thì cái vấn đề có như là lựa chọn điểm đến cũng như di chuyển cũng là một cái cực kỳ lo lắng đối với ngành du lịch. Đấy, vì vậy có những cái vấn đề dừng cái kích cầu thời điểm này. Hiện các tỉnh tham gia chương trình kích cầu du lịch đã dừng đón khách, nhiều địa phương cũng đóng cửa điểm đến, dịch vụ vui chơi giải trí để tập trung phòng chống dịch. Theo các doanh nghiệp lữ hành, đây là thời điểm thị trường du lịch Việt Nam đang đóng băng hoàn toàn. Với những khách hàng đăng ký tour kích cầu trong thời gian tháng 3 và tháng 4 sẽ được hoàn tiền 100%. Với khách hàng đăng ký tour xa sẽ có chính sách điều chỉnh phù hợp vào thời điểm đó. Thì trước mắt với hàng không Việt Nam thì hàng không Việt Nam đã hoàn toàn ủng hộ liên minh bằng cái việc là những cái booking nào mà chưa khởi hành thì hàng không Việt Nam cũng đã cho phép là dừng, và chúng tôi cũng sẽ tiến hành là hoàn toàn với chi phí cho du khách với một số các cái nhà cung cấp dịch vụ khác như khách sạn, như các đội xe thì họ sẵn sàng hoàn trả lại cái chi phí để chúng tôi hoàn trả cho khách hàng. Chương trình kích cầu sau một thời gian ngắn triển khai đã nhận được những hiệu ứng tích cực từ du khách bởi cam kết sản phẩm an toàn, giá ưu đãi. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì liên minh kích cầu và khuyến khích doanh nghiệp xây dựng sản phẩm. Chương trình kích cầu sẽ được khởi động trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Nhiều chuyến bay cắt quỹ, hành khách thưa thớt, có những chặng gần như máy bay rỗng, đó là thực tế mà các hãng hàng không đang phải đối mặt. Bên cạnh những nỗ lực duy trì bay, các hãng hàng không kỳ vọng chính phủ cần sớm có gói giải pháp cấp cứu mạnh mẽ hơn cho ngành hàng không. Trong đó, việc xem xét ưu đãi thực hiện nghĩa vụ ngân sách cho doanh nghiệp là rất cần thiết. Tính từ đầu dịch COVID-19, các doanh nghiệp hàng không Việt Nam đã mất trung bình 1/3 giá trị cổ phiếu, tương đương khoảng 85.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa thị trường. Đơn cử từ 30 tháng 1 đến 16 tháng 3, tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, trên sàn HOSE mất 37,2% giá trị cổ phiếu, vốn hóa thị trường bay hơi 17.303 tỷ đồng. Mã VJC của Vietjet Air đã mất 31,74% giá trị cổ phiếu, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp hụt mất 24.358 tỷ đồng. Có thể nói corona là một trong những cái thiên nga đen của thị trường. Đây cũng là một cái mà mình cũng có thể đánh giá là nó ảnh hưởng đến, có thể nhìn thấy rất là rõ ở các động mạnh và các ngành du lịch, ví dụ hàng không. Mặc dù các doanh nghiệp hàng không đã chuẩn bị sẵn tâm thế để ngay sau khi dịch kết thúc sẽ phát triển mạnh hơn, bù đắp lại thiệt hại kinh tế đã mất, như tinh thần của lò xo bị nén lại chờ ngày bật lên. Tuy nhiên, tại buổi gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp cũng chia sẻ rằng việc cắt quỹ chuyến liên tục, máy bay vắng khách khiến doanh thu giảm mạnh, trong khi đó chi phí không ngừng tăng lên. Vì vậy, doanh nghiệp hàng không rất cần những gói ưu đãi mang tính cấp cứu. Các cái giải pháp mà giảm thuế phí thì đối với hàng không thì nó có một cái loại thuế là bảo vệ môi trường. Cái thuế môi trường thì đây là một cái loại thuế rất là lớn, và giáng thu thì nó cũng làm tăng cái cost, tại vì một cái hãng máy bay thì 30-40% cái chi phí là nó đi từ cái nhiên liệu bay. Thì chúng tôi cũng xin là miễn giảm 50%-70% các cái phí cất hạ cánh và các cái chi phí tại cầu cảng. Thực tế hiện nay là giá vé máy bay chúng tôi buộc phải giảm rất là sâu để tiếp tục duy trì thị trường. Tuy nhiên là riêng cái phần phí ở sân bay thì cũng đã chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có việc giảm giá xăng dầu, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, vì đây là một cái phần chi phí cũng rất lớn đối với ngành hàng không. Ngay sau chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã nhanh chóng đưa ra đề xuất ưu đãi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, những gói ưu đãi này dường như chưa đủ cho ngành hàng không. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng việc miễn giảm một số loại thuế, giá dịch vụ để giúp các doanh nghiệp hàng không bởi dịch COVID-19. Cụ thể, đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong thời hạn 3 tháng. Kiến nghị cho phép điều chỉnh dự toán nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và các cảng vụ hàng không. Trước hết là cái việc mà các cái doanh nghiệp này có thể gặp khó khăn và họ không trả được nợ, thì chúng ta có thể xem xét giãn hoặc là hoãn nợ với một số cái doanh nghiệp có trong những cái ngành nghề gặp khó khăn. Và vì thế cho nên chúng ta có thể xem xét giãn hoãn cái thời gian nộp thuế cho một số cái doanh nghiệp thuộc một số ngành nghề. Và thậm chí xem xét giảm cái thuế xuất khẩu nhập khẩu. Bài toán về mặt tài chính thì sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp
tiết kiệm được một cái khoản đóng cố định khi mà dựa trên cái vấn đề doanh số doanh thu của các cái doanh nghiệp. Vấn đề nữa hiện nay thì khi mà sức cầu giảm như vậy thì các cái khoản thuế đó nó sẽ không bị tạo quá áp lực cho các cái doanh nghiệp. Theo tính toán mới nhất của các hãng hàng không, việc cắt giảm đường bay khiến các hãng thiệt hại tổng cộng 30.000 tỷ doanh thu trong năm 2020. Vì sớm áp dụng chính sách ưu đãi gia hạn nộp thuế và miễn giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ giúp các hãng hàng không giảm bớt một phần gánh nặng chi phí, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tin kinh tế tài chính thế giới, cơ quan chống gian lận châu Âu cho biết các nhà quản lý của Liên minh châu Âu đã mở một cuộc điều tra về việc nhập khẩu các sản phẩm giả liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do không hiệu quả hoặc thậm chí có hại cho sức khỏe. Những sản phẩm bị thu giữ bao gồm khẩu trang, thiết bị y tế, chất khử trùng, thuốc khử trùng và bộ dụng cụ xét nghiệm. Khẩu trang giả, bao gồm cả khẩu trang cho trẻ em, đã được cung cấp trực tuyến tại các quốc gia thuộc EU với giá từ 5 euro, 5,35 đô la Mỹ đến 10 euro mỗi chiếc, gấp 3 lần giá bình thường. Cơ quan chống gian lận châu Âu nhấn mạnh các mặt hàng giả nói trên không hiệu quả trong việc ngăn virus SARS-CoV-2, không tuân thủ các tiêu chuẩn của EU và thậm chí có khả năng gây tổn hại cho sức khỏe của người dùng, ví dụ như có thể làm nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm. Cơ quan chống gian lận châu Âu cho biết các sản phẩm giả mạo vào châu Âu thông qua bán hàng trực tuyến và chủ yếu đến qua các dịch vụ bưu chính hoặc các container được làm giả chứng nhận hoặc được kê khai là sản phẩm khác. Sau đó, chúng được tuồn vào các kênh phân phối bình thường hoặc phát tán trên thị trường chợ đen. Trong báo cáo cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF về nền kinh tế Italy, tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng trong năm 2020 từ mức cộng 0,5 xuống 0,6%. Báo cáo cập nhật được thực hiện dựa trên các số liệu sơ bộ về tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế Italy. Trong trung hạn, tăng trưởng của Italy được dự báo vào khoảng 0,7% sau khi sụt giảm trong năm 2020. Kinh tế nước này dự báo hồi phục nhẹ trong những năm tới ở mức 0,8% một năm trong giai đoạn 2021-2023, chủ yếu nhờ nhu cầu tiêu dùng trong nước, khu vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Trong khi đó, lĩnh vực xuất khẩu sẽ không có đóng góp đáng kể vào cải thiện tăng trưởng của nước này. Theo IMF, năm 2020, xuất khẩu của Italy sẽ ghi nhận mức giảm tương đương 1,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP, nhập khẩu giảm 2% GDP. Đánh giá về nền kinh tế Italy hiện nay, IMF chỉ ra rằng tác động của tình trạng khẩn cấp, đối phó dịch bệnh COVID-19 và cam kết tài chính liên quan đến các biện pháp hỗ trợ chính phủ sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tài chính công của Italy, với mức thâm hụt ngân sách tăng lên 2,6% GDP, trong khi tỷ lệ nợ công GDP sẽ tăng lên mức 137% trong năm 2020. Tổ chức này cũng cảnh báo thâm hụt ngân sách của Italy có thể sẽ còn lớn hơn nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Bộ Tài chính Australia cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch cho gói kích thích thứ hai với quy mô lớn hơn đáng kể so với gói kích thích tài khoá trị giá 17,6 tỷ đô la Australia tung ra trong tuần trước. Mục đích của kế hoạch này là nhằm xoa dịu cú sốc đối với thị trường việc làm cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ Australia đã công bố gói kích thích tài khoá và tiền tệ khổng lồ trong bối cảnh kinh tế nước này có thể rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong gần 30 năm. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Australia RBA cũng đã hạ lãi suất xuống 0,25%, mức thấp kỷ lục, và sẽ được duy trì cho đến khi nền kinh tế có dấu hiệu tiến triển tốt hơn. Ngoài ra, RBA còn công bố khoản cấp vốn ít nhất 90 tỷ đô la Australia cho hệ thống ngân hàng với hỗ trợ tín dụng đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.